Sáng ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 27.300 mô hình tổ chức dưới xã phường với số lượng nhân sự hơn 64.000 người, trong đó có hơn 2.000 khu phố ấp với hơn 17.000 người và hơn 25.000 tổ dân phố, tổ nhân dân với hơn 46.000 người. Sau khi sắp xếp, dưới phường xã thị trấn chỉ còn khoảng hơn 5.200 khu phố ấp, không còn tổ dân phố, tổ nhân dân. Số người hoạt động giảm còn hơn 26.000 người. Việc sắp xếp dựa trên số hộ gia đình thực tế, từ 500 hộ trở lên với khu phố, từ 350 hộ trở lên với ấp, địa giới hành chính, ranh giới khu phố, ấp để sáp nhập hoặc chia tách thành lập khu phố, ấp mới. Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mô hình khu phố ấp, tổ nhân dân, tổ dân phố đã hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, việc sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới cấp xã là việc thành phố thực hiện theo quy định của Trung ương để tạo sự thống nhất chung của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học để triển khai đạt kết quả. Sắp tới, các địa phương sẽ ban hành các kế hoạch, phương án sắp xếp. Thành phố sẽ tổng hợp từ địa phương để tháng 12 trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thiện việc sắp xếp theo kế hoạch là quý 1 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, trong quá trình thực hiện sắp xếp khu phố ấp, phải rà soát giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính có liên quan một cách thuận lợi nhất, hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân, các tổ chức, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi các hồ sơ. Thành phố sẽ lấy ý kiến nhân dân để chọn lựa phương án phù hợp, làm sao thực hiện đúng quy định nhưng không gây xáo trộn, không ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm sinh hoạt của người dân, đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Mô hình được xây dựng thì các tổ chức dưới phường xã này